Tối 27 tháng 6 tại quảng trường biển Sầm Sơn đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024. Đây là một sự kiện thường niên nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực phong phú của Thanh Hóa. Với chủ đề đậm bản sắc, bừng tinh hoa, liên hoan không chỉ giới thiệu những món ăn truyền thống đặc sắc mà còn mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa, phong tục và con người xứ Thanh. Tham dự buổi lễ có các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách. Mở đầu chương trình, khán giả được mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc từ các điệu múa dân gian uyển chuyển, đậm đà bản sắc xứ Thanh đến những tiết mục ca múa nhạc hiện đại sôi động như Sinh tươi Việt Nam, Ơi cầu hát Jota, Sắc mới Sầm Sơn. Những nghệ sĩ trong trang phục lung linh biểu diễn trên nền nhạc sống động mang lại cảm xúc thăng hoa cho tất cả những ai có mặt tại sự kiện. Quảng trường biển Sầm Sơn được chọn làm địa điểm tổ chức liên hoan với không gian rộng lớn và thoáng đãng, phù hợp cho việc bày trí các gian hàng ẩm thực và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm nay với sự tham gia của 15 tỉnh thành phố trong cả nước, gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái và 16 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và du khách được mời tham quan các gian hàng ẩm thực, thưởng thức những món ăn truyền thống và hiện đại do các đầu bếp tài ba chế biến. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quy mô hoành tráng và các hoạt động phong phú, liên hoan đã mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời và những phút giây thư giãn vui vẻ. Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2024 không chỉ là một sự kiện tôn vinh văn hóa ẩm thực, mà còn là một cầu nối quan trọng giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, góp phần gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa độc đáo của xứ Thanh. Đồng thời cũng là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch, tạo cơ hội để các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh giao lưu, hợp tác phát triển du lịch. Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh 2024 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30 tháng 6 tại quảng trường biển thành phố Sầm Sơn.